chào quý thầy cô giáo và các bạn. Nhiều người nhận thấy rằng đọc một cuốn sách hay cũng giống như trò chuyện với một người tuyệt vời. Và nếu các bạn biết đọc thì cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách online với chủ đề Sống và khát vọng cống hiến, chúng em Nguyễn Thị Kim Ân, lớp 5B, Đào Thị Trà My, lớp 5B, Hà Thị Bích Ngọc, lớp 5C, Đàm Nhã Nhi, lớp 4B. Xin giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn cuốn sách Tuổi trẻ vượt bão của tác giả Hà Duy Quang. Tuổi trẻ vượt bão của tác giả Hà Duy Quang xuất bản vào năm 2022 với độ dày 210 trang, viết bằng những trải nghiệm thực tế của tuổi trẻ chính mình, qua đó mang đến nhiều thông điệp và bài học giá trị cho các bạn trẻ hiện nay để biết bước qua nỗi sợ, bước qua giới hạn của chính mình để có được trải nghiệm tuyệt vời. Sách gồm 2 phần. Phần 1, Trái tim tuổi trẻ, chứa đựng 10 câu chuyện nhỏ do chính tác giả đã từng trải nghiệm qua xuyên suốt thời gian từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Trong đó ẩn chứa rất nhiều bài học triết lý và những sai lầm của tuổi trẻ đang mắc phải. 10 câu chuyện cũng là 10 bài học quý giá khuyên con người phải biết chấp nhận, vượt qua, cũng là 10 triết lý sống nhân văn của tuổi trẻ. Hà Duy Quang cũng chỉ ra rằng tuổi trẻ không phải có nhiều thời gian mà có rất ít thời gian. Nếu các bạn không biết tận dụng quãng thời gian quý báu đó để học tập, làm việc và cống hiến thì khi trưởng thành, bạn sẽ không có gì cả. Sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải cho rằng thanh xuân là thời điểm có nhiều thời gian nhất. Thực ra, thanh xuân của chúng ta có rất ít thời gian. Mỗi người chỉ có khoảng vài năm thanh xuân, nhưng so với cả cuộc đời thì chỉ là phần nhỏ. Nếu bạn nghĩ rằng nó nhiều thì chắc rằng sẽ phí phạm lúc nào không hay. Bạn đã từng thức đến 12 giờ đêm, rồi thức dậy lúc 4 giờ sáng để làm việc trong một năm liền hay chưa? Bạn có từng say mê làm việc đến quên cả ăn không? Bạn có bao giờ lo lắng công việc đến không ngủ được? 1-2 giờ sáng, thức dậy, bật máy tính lên, làm việc đến sáng chưa? Nếu câu trả lời đều là không, thì trải nghiệm có ý nghĩa nhất thời thanh xuân của bạn còn chưa trải qua. Dựa vào đâu mà bạn có được một thanh xuân đáng nhớ? Hà Duy Quang còn chỉ ra những sự thật nghiệt ngã, những bài học xương máu được đúc kết trong quá trình trưởng thành con người. Mọi thứ đều có thể rời bạn, chỉ có sự cô đơn là ở với bạn mãi mãi. Vì sao bạn cô đơn? Là vì bạn không chịu học tập, không chịu đọc, không chịu trao dồi kiến thức. Phải chiến thắng nỗi cô đơn bằng cách đóng cửa truy rèn bản thân. Cẩn mẫn như ong, chăm chỉ như kiến, đọc nhiều sách, thu nạp kiến thức, phát triển bản thân để lấp đầy khoảng không cô đơn, thì một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra sự cô đơn cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Phải biết chịu nỗi đau một mình cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật con người sống ảo nhiều. Có khi chỉ dậy sớm được một hôm mang giày ra chụp, rồi đăng lên là sáng dậy đi tập thể dục, đăng xong lại lên giường đi ngủ. Hay cả năm không đọc sách bao giờ, thấy quyển sách hay lại đăng lên mạng chỉ để khoe, đọc sách. Nhưng có khi lại không đọc được từ nào rồi lại vứt xó. Có những người đi du lịch không phải chỉ để khám phá mà chỉ để xem mình chụp được bao nhiêu tấm ảnh. Có những nỗi đau, buồn, vui họ lại khoe lên mạng xã hội. Nhưng kỳ thực cũng không ai để ý đến nỗi đau hoặc niềm vui của bạn đâu. Họ chỉ lướt qua rồi bình luận cho xong mà thôi. Nếu cứ buồn lại tìm đến người nào đó tâm sự là một điều hoàn toàn sai lầm. Đừng nghĩ rằng chỉ có bạn mới gặp chuyện buồn trước mắt, bởi vì ngoài kia, hàng ngày, hàng giờ cũng có nhiều người đang vật lộn với nó. Đừng trông đợi vào sự chia sẻ của người khác để vơi đi nỗi buồn trong lòng. Đó là điều ngu ngốc nhất. Nếu như cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của tác giả Johnny Nguyễn khuyên các bạn hãy biến công việc nhàm chán thành công việc yêu thích, thì Hà Duy Quang lại kể về chuyện của một anh bạn dám từ bỏ công việc bố mẹ sắp đặt để chạy theo đuổi đam mê, làm công việc mình thích dù nó có vất vả, phong trần hơn nhưng vẫn yêu thích và kiên định với công việc mình đã chọn. Trong phần 1, Trái tim tuổi trẻ, Hà Duy Quang đã chỉ ra cho chúng ta thấy những nhận định của tuổi trẻ của một bộ phận lớn trong các bạn trẻ. Các bạn vẫn nghĩ thanh xuân là tuổi đẹp nhất nên cứ vui chơi, cứ khám phá, cứ đi du lịch mà không chịu học tập, trau dồi bản thân, không chuẩn bị những kiến thức cần thiết để khi trưởng thành. Thì khi trưởng thành, các bạn vẫn mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy của đồng tiền, sẽ già nua, cô đơn và nghèo khó. Nhưng tuổi trẻ bạn biết cố gắng, trau dồi bản thân, học tập hết mình, tránh xa những thú vui vô bổ, ngày càng hoàn thiện mình, thì sau này tương lai của bạn sẽ sáng lạn hơn. Phải biết chấp nhận cô đơn, vượt qua nỗi đau một mình, tự quyết định về tương lai, làm chủ được cuộc đời, thì cuộc đời bạn mới mong có ngày nở hoa rực rỡ.
Phần 2, Con đường tuổi trẻ, gồm 16 mẩu chuyện nhỏ cũng là 16 lời khuyên mà Hà Duy Quang muốn gửi gắm đến người đọc. Tuổi trẻ, hãy luôn cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ, cố gắng thêm một chút, thì chắc chắn thành quả sẽ vượt qua sự mong đợi. Bằng lối dẫn dắt chuyện logic, dễ hiểu những câu chuyện có thật trong thực tế, những vướng mắc của đa số tuổi trẻ hiện nay đang mắc phải, để rồi họ chìm đắm trong nỗi buồn, không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc sống. Thì tác giả đã đưa ra các giải pháp, lời khuyên để họ làm theo và điều tốt đẹp đã đến với họ. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ vô vàn khó khăn, nhưng bằng nghị lực và quyết tâm quá trình khổ luyện lâu dài, thì cuộc đời của bạn sẽ được nở hoa rực rỡ. Tuổi trẻ chứa đựng bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, đặc biệt là không cố gắng sẽ mãi lùi lại phía sau. Thay vì vùi đầu vào mạng xã hội lấy thú vui tiêu khiển, thì hãy cố gắng để học tập, trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Không cần giỏi toàn diện, nhưng ít nhất cũng phải giỏi một lĩnh vực nào đó thì mới được mọi người tôn trọng, nể phục. Hà Duy Quang đã từng trải nghiệm, chiêm nghiệm rất nhiều, nhìn và ngẫm nhiều rồi mới đặt bút, viết từng câu, từng chữ để làm sao không bị sai sót. Những trải nghiệm của tác giả là những trải nghiệm thực, khám phá nhiều cái mới mẻ, rút ra nhiều chiêm nghiệm trong mình vô cùng quý giá. Đó là chúng ta thực sự hạnh phúc khi sống với đam mê. Việc viết những câu chuyện đã giúp Hà Duy Quang chia sẻ về những tháng ngày đầy hoài bão, nhiệt huyết hay có những lúc hoang mang, vô định, bế tắc sống mờ nhạt qua ngày, làm dâng lên sự đồng cảm cho người đọc. Không chỉ đưa ra lời khuyên để các bạn trẻ sử dụng quãng thời gian hợp lý, cuốn sách còn là nguồn động viên để tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ vững vàng bước tiếp trên con đường non trẻ đầy trông chênh và vượt qua mọi thách thức. Từ đó khám phá được những đam mê của chính mình để rồi tỏa sáng. Điều mà chúng em tìm được trong cuốn sách Tuổi Trẻ Vượt Bão là hành trang cho các bạn trẻ chập chững vào đời. Nó giúp cho chúng em nhìn nhận những ngày tháng sắp tới với con mắt khách quan và công bằng. Đồng thời, sẵn sàng hành trang để tìm đến chân trời mới, những hành trang kỳ diệu nhất của tuổi thanh xuân. Hà Duy Quang với cách trình bày đơn giản và lối hành văn dễ hiểu. Vì vậy, nó dễ dàng để cho các bạn đọc cảm thấy hài lòng để rồi cùng đi khám phá tuổi trẻ vượt qua giông bão. Tuổi trẻ vượt bão là cuốn sách vô cùng giá trị, giúp chúng ta hiểu được rằng tuổi trẻ ở đời ai cũng có một lần, cái tuổi được phép thỏa sức trải nghiệm, học hỏi, được phép sai và làm lại, được lựa chọn con đường của mình. Vì thế, đừng gò bó mình với cái mình không thích, đam mê với nó. Sự khởi nghiệp rất khó khăn, nhưng khi vượt qua, bạn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn bây giờ, các bạn muốn nuôi dưỡng tâm hồn mình thì em tin chắc cuốn sách Tuổi Trẻ Vượt Bão sẽ là sự lựa chọn xứng đáng, là cuốn sách mà bạn cần tìm, cần đọc và cần suy nghĩ về nó. Tuổi trẻ của bạn trở thành vô giá, thanh xuân của bạn vô cùng ý nghĩa. Đừng để tuổi trẻ của chúng ta đi qua trong tiếc nuối. Tuổi trẻ của mỗi người chỉ có một, hãy sống thật nhiệt huyết để quãng thời gian ấy mãi là quãng thời gian đẹp nhất. Bạn đã sẵn sàng để đọc và nghiên cứu cuốn sách hay chưa? Cuốn sách hiện đang có tại Thư viện Trường Tiểu học Nghĩa Hưng hay bất cứ hiệu sách nào trên toàn quốc nhé!